Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, Cúp Quốc gia 2023 đã khép lại sau cái trận chung kết trên sân Thanh Hóa giữa câu lạc bộ Thanh Hóa với Viettel FC. Và đúng như dự đoán của giới chuyên môn cũng như nhận định của cá nhân mình trước cái trận đấu chung kết thì Thanh Hóa mặc dù bị đánh giá thấp hơn nhưng với các lợi thế sân nhà và cái tinh thần chiến đấu quật khởi và thi đấu đoàn kết của mình thì Thanh Hóa đã đánh bại được Viettel để mà giành cái chức vô địch Cúp Quốc gia 2023, và đây là danh hiệu Cúp Quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử của đội bóng xứ Thanh. Trước đó thì cách đây hơn chục năm thì Thanh Hóa đã giành siêu cúp, nhưng mà đây là chức vô địch đầu tiên của đội bóng xứ Thanh tại cái đấu trường Cúp Quốc gia, và cái điều này nó cũng là một món quà rất là tuyệt vời dành cho huấn luyện viên Pol Pot và các học trò của mình. Chúng ta thấy rằng là ở mùa giải năm nay thì Thanh Hóa đã trình diễn một bộ mặt rất là tích cực. Thanh Hóa thì cái lực lượng của họ ở mùa giải năm nay, nếu như để so sánh với những cái đối thủ như là Viettel, như là Hà Nội FC hay là Công an Hà Nội thì họ đuối hơn rất là nhiều. Cái chất lượng đội hình 1 với đội hình 2 của họ có độ vênh lớn hơn so với các đối thủ kia. Tuy nhiên thì dưới bàn tay của huấn luyện viên Pol Pot thì Thanh Hóa đã chơi một thứ bóng đá tấn công đẹp mắt và cũng không và rất hiệu quả, và rất hiệu quả đặc biệt là những cái trận đấu mà đội bóng này được thi đấu trên sân nhà thì họ luôn thể hiện được cái sự đĩnh đạc và cái bản lĩnh của một đội bóng mà sẵn sàng thách thức bất cứ đối thủ nào. Vậy thì cái thành tích của Thanh Hóa ở mùa giải năm nay là đã mỹ mãn chưa? Thì câu trả lời rằng ngay cả các cổ động viên khó tính nhất của Thanh Hóa cũng không thể mong chờ hơn được điều gì nữa ở Thanh Hóa, bởi vì họ đã giành được chức vô địch Cúp Quốc gia và lọt vào tới top 4 của V-League 2023. Nó là một cái thành công ngoài mong đợi và quá mỹ mãn của Thanh Hóa ở mùa giải năm nay. Cần phải lưu ý rằng là trước mùa giải năm nay thì không ai nghĩ rằng là Thanh Hóa có thể thi đấu tốt như vậy, có thể đua vô địch với những cái đối thủ hàng đầu của V-League tới cái vòng đấu áp chót, vòng đấu thứ 6 của giai đoạn lượt về, đúng không ạ? Và ở đấu trường quốc gia thì Thanh Hóa cũng gặp rất nhiều khó khăn nhưng mà vẫn giành được cái chức vô địch. Nhiều người thì cứ nói rằng là Thanh Hóa toàn gặp những đội bóng yếu ở cái Cúp Quốc gia năm nay, trước khi vào trận chung kết gặp Viettel thì mới là cái đối thủ xứng tầm. Nhưng mình lại không đồng tình với quan điểm như thế. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà gặp những đối thủ hạng dưới là đội bóng hạng nhất thì Thanh Hóa không được sử dụng ngoại binh, và việc họ không được sử dụng ngoại binh ảnh hưởng rất lớn tới cái lối chơi. Chúng ta đều biết rằng các đội bóng ở V-League ấy thì họ xây dựng lối chơi và xoay quanh những cái cầu thủ ngoại binh, cho nên là khi mà những cầu thủ ngoại binh vắng mặt hoặc bị dính chấn thương ấy thì gặp rất nhiều khó khăn. Rất nhiều đội bóng ở V-League lâm vào cái thế khó khi mà đối đầu các đội bóng hạng nhất vì phải bỏ ngoại binh ra. Nhưng mà Thanh Hóa họ đã làm rất tốt điều đó. Cho dù trong số những cái trận đấu mà đội bóng này gặp đội bóng hạng nhất thì mình thấy rằng cái trận đấu gặp Phú Đồng là khó khăn nhất. Đó là trận đấu mà Thanh Hóa chỉ thắng được 1-0 thôi, và với một cái thế trận mà Phú Đồng đã chơi rất là chặt chẽ khiến cho Thanh Hóa bế tắc trong việc tìm đường vào cái khung thành của đối thủ, và phải nhờ tới sự lóe sáng của Quốc Phương thì đội bóng này mới có được cái chiến thắng. Còn những trận đấu còn lại thì Thanh Hóa, cái dàn nội binh của Thanh Hóa đã chơi tốt và họ đã đánh bại được các đối thủ của mình. Và trong cái trận bán kết gặp PVFCND, một đội bóng mà có dàn cầu thủ trẻ rất là chất lượng ở hàng dạng nhất thời điểm hiện tại và cũng đang có phong độ rất cao, nhưng mà cái bản lĩnh kinh nghiệm của những cầu thủ nội của Thanh Hóa đã cho thấy được rằng là họ đã đánh bại được PVFCND với một cái kết quả rất là thuyết phục, rất là thuyết phục, với tỷ số 4-1 để ghi tên mình vào chơi trận chung kết. Và trong trận chung kết thì chúng ta thấy rằng là Thanh Hóa đã chơi rất là thực dụng. Cái này là không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn đâu. Trước khi cái trận chung kết diễn ra mình cũng đã nhận định rồi. Cái trận chung kết nó sẽ diễn ra theo một kịch bản rất là chặt chẽ và hai đội rất là tính toán. Và ở trận đấu ở chung kết thì cả Viettel cũng như là Thanh Hóa đều chọn một lối chơi rất là chặt chẽ. Tất nhiên có từng thời điểm vẫn có cái sự đột biến và vẫn ép đối thủ ra, nhưng mà trên thực tế và toàn cục của trận đấu này thì đây là một trận đấu rất nặng về mặt chiến thuật và hai đội đã thi đấu rất là chặt chẽ. Khán giả không được chứng kiến bàn thắng nào trong cả 90 phút của trận đấu và phải lôi nhau vào cái loạt sút luân lưu. Và trên loạt sút luân lưu thì với cái lợi thế sân nhà của mình và cái bản lĩnh kinh nghiệm thì Thanh Hóa đã cộng thêm một chút may mắn nữa thì Thanh Hóa đã giành được cái chiến thắng với tỷ số là 5-3 để mà giành cái chức vô địch quốc gia 2023. Thì sau cái trận đấu này thì huấn luyện viên Pol Pot cũng đã trả lời rất thẳng thắn với truyền thông, đó là ông nói rằng một mùa giải tuyệt vời và đáng ngạc nhiên. Chúng tôi đã nỗ lực tập luyện và chăm chỉ thi đấu hết mình trong mọi trận đấu.
Chức vô địch cúp quốc gia có thể xem là phần thưởng xứng đáng cho những cố gắng không biết mệt mỏi của ban huấn luyện và toàn bộ đội bóng. Ở trận chung kết thì Thanh Hóa đã giành chiến thắng ở loạt sút luân lưu nghẹt thở. Có thể nhiều người nói đó là may mắn, nhưng không thể phủ nhận các cầu thủ đã tuân thủ chiến thuật, chơi chặt chẽ để ngăn Viettel tìm đường vào cầu môn. Đây là mùa giải vô cùng ấn tượng với cá nhân tôi. Câu lạc bộ Thanh Hóa có lực lượng khiêm tốn so với các đội bóng khác như Hà Nội, Viettel hay Công an Hà Nội. Nhưng đến nay, Thanh Hóa đã chắc suất trong top 4 của V-League và vô địch cúp quốc gia. Đấy. Đây là một danh hiệu rất quan trọng đối với Thanh Hóa. Tôi xin cảm ơn người hâm mộ đã đồng hành cổ vũ cho toàn đội để có được chiếc cúp lịch sử này. Chúng tôi vẫn còn một trận đấu nữa ở mùa giải này. Đội sẽ cố gắng hết mình trong trận đấu với Công an Hà Nội tại vòng 7. Đấy, đó là những cái chia sẻ của huấn luyện viên Pompop. Trong khi đó thì cầu thủ Minh Tùng nói rằng là đây là lần đầu tiên sau 13 năm câu lạc bộ giành được danh hiệu nên tất cả đều rất hạnh phúc. Hành trình của toàn đội thật không dễ dàng. Mọi người thường nghĩ đối thủ của Thanh Hóa yếu nhưng thực chất họ đá rất khó chịu. Thanh Hóa có sự đoàn kết và thi đấu với tinh thần tập thể nên đã thi đấu hết sức để có được những chiến thắng. Tiền vệ Trọng Hùng thì nói rằng đây là một mùa giải thành công với chúng tôi. Huấn luyện viên Pompop đã đem tới sự mới mẻ cũng như tinh thần quyết tâm thi đấu vì đội nhà. Cúp quốc gia là danh hiệu đầu tiên của tôi cùng câu lạc bộ Thanh Hóa. Tôi cảm thấy hạnh phúc và không gì diễn ra được khi vô địch ngay trên sân nhà với sự chứng kiến của người hâm mộ quê hương. Thực sự mà nói, trước cái trận chung kết khi mà chưa có lịch thi đấu ở sân vận động nào ấy thì mình đánh giá Viettel cao hơn và nghiêng một chút về Viettel cho cái danh hiệu. Nhưng khi mà có lịch từ ban tổ chức và công bố lịch thi đấu trên sân Thanh Hóa thì mình nhận định rằng Thanh Hóa sẽ giành chức vô địch và điều đó đã diễn ra. Và cái vấn đề, cái lợi thế của Thanh Hóa đó chính là được thi đấu sân nhà và sự ủng hộ khán giả. Vậy thì cái mùa giải năm nay của Thanh Hóa, cái chìa khóa đã giúp cho Thanh Hóa thành công giành chức vô địch và lọt vào top 4 V-League là gì? Yếu tố thứ nhất đó chính là về mặt con người. Thanh Hóa thì có sự ổn định về mặt con người, họ chiêu mộ được những cái ngoại binh tốt, đồng thời là mua về được những cái nội binh cũng chất lượng. Đấy, cho nên là cái sự kết hợp giữa những cái nội binh cũ của họ cộng với ngoại binh và những cái tân binh mới ở mùa giải năm nay rất là tốt và rất là ăn khớp để mà vận hành cái lối đá một cách trơn tru và hiệu quả. Đó chính là một yếu tố. Cái yếu tố thứ hai đó chính là cái sự đoàn kết, cái tinh thần tập thể. Chúng ta đều biết rằng Thanh Hóa ở 2-3 mùa giải trở đây thì thi đấu rất là tốt, chứ không phải là không. Họ dù không phải là đội bóng đua vô địch nhưng mà vẫn luôn gây khó khăn cho những đối thủ nằm trong cái top đua vô địch. Đấy, bằng chứng là mỗi khi mà các đội bóng lớn đến Thanh Hóa thì liên tục nhận cái kết quả không tốt. Đó, điều đó cho thấy là cái sự khó chịu của Thanh Hóa. Và cái sự khó chịu đó đến từ cái tinh thần tập thể, cái màu sắc địa phương và cái lối đá mang bản sắc của đội bóng xứ Thanh. Và họ đã từ cái tinh thần màu sắc địa phương đó, họ đã thi đấu vì nhau, chiến đấu hết sức mình để mà giành được kết quả tốt. Và cái yếu tố thứ ba đó chính là huấn luyện viên Pompop. Đây có thể coi là một cái bản hợp đồng thành công nhất của Thanh Hóa ở trong năm nay, bởi vì huấn luyện viên Pompop là người mới đến Thanh Hóa và không có quá nhiều thời gian để làm việc với đội bóng đâu. Nhưng mà ngay ở mùa giải đầu tiên thì ông đã thổi vào Thanh Hóa một cái lối chơi, một cái phong cách chơi rất là đẹp mắt, cống hiến và hiệu quả. Thực ra ở mùa giải trước thì Thanh Hóa cũng đá chơi rất là lì và đá cũng lối đá rất là sắc nét. Nhưng mà ở mùa giải hôm nay cái độ cháy trong lối chơi và sự bùng nổ trong lối chơi nó tốt hơn và mang lại cái sự đột biến cao hơn. Đấy, điều này đến từ cái khả năng truyền lửa rất tốt của huấn luyện viên Pompop. Và đây ông là người mà là một trong những huấn luyện viên mà cá tính bậc nhất ở V-League thời điểm hiện tại. Đấy, cho nên là đây là cái vai trò, cái thành công của Thanh Hóa mùa giải hôm nay có vai trò rất lớn do công của huấn luyện viên Pompop. Dù là một đội bóng, mình đánh giá lực lượng của Thanh Hóa thì thuộc xếp vào loại trung bình khá thôi, nhưng mà họ sở hữu những cái ngoại binh chất lượng ổn định. Đấy, cộng với những cái nội binh tốt nữa thì đội bóng này đã có được cái kết quả tốt và đặc biệt là càng thi đấu lại càng thăng hoa. Cho dù cái lối đá của Thanh Hóa khiến họ bị tốn nhiều sức và có một cái giai đoạn gần ở giai đoạn lượt về thì họ bị đuối một chút, nhưng mà họ cũng đã trở lại đúng lúc ở cái thời điểm ở trận chung kết quốc gia để giành được kết quả tốt. Và trong trận chung kết quốc gia thì họ có lực lượng mạnh nhất thì họ đã giành chiến thắng là điều bình thường thôi. Và cái thành công lớn nhất của Thanh Hóa mùa giải này và cái chìa khóa mà giúp cho Thanh Hóa thi đấu thành công mùa giải này nó đến từ cái tinh thần chiến đấu tập thể, một đội bóng làm việc hết khả năng của mình
Và quan trọng nhất, điều quan trọng nhất đó chính là cá nhân của huấn luyện viên Popov, người ghi dấu rất lớn vào cái thành công của họ. Tất nhiên bên cạnh những cái tân binh, những cái nội binh tốt thì chúng ta phải kể đến những cái lão tướng và những cầu thủ, những cái công thần mà đóng góp rất lớn cho Thanh Hóa, như là Quốc Phương, như là Văn Thắng hay là Hoàng Đình Tùng, đúng không ạ? Đây là những cầu thủ mà đã lớn tuổi rồi nhưng mà khi được vào sân thi đấu thì vẫn đáp ứng được về mặt chuyên môn, thậm chí là còn ghi những bàn thắng rất quan trọng giúp đội bóng của mình giành chiến thắng. Thì đây là cái thành công rất lớn của huấn luyện viên Popov trong việc xoay tua đội hình. Nếu như mà Thanh Hóa có chất lượng đội hình tốt hơn nữa, cái độ vênh của đội hình 2 với đội hình 1 mà thu hẹp khoảng cách với nhau, thì mình nghĩ rằng năm nay Thanh Hóa sẽ còn đá tốt hơn. Nhưng mà rất là tiếc điều đó đã không xảy ra, họ đã không thể đua địch được ở V-League nữa. Và trong cái trận đấu ở cái giai đoạn lượt về, khi mà mình đến sân Thanh Hóa mình tác nghiệp, mình có hỏi huấn luyện viên Popov là liệu rằng ông có bổ sung thêm quân để đua địch V-League hay không. Nhưng mà đúng là thời điểm đó huấn luyện viên Popov khẳng định luôn là rất khó để bổ sung quân, bởi vì mua được cầu thủ tốt đã khó và những cầu thủ tốt thì họ rất ít khi mà họ chuyển đến ở giữa mùa, cho nên là có gì dùng đấy. Và huấn luyện viên Popov đã vận hành rất tốt. Có thời điểm mà Corrado dính chấn thương mà Thanh Hóa gặp khó khăn, và sau khi cầu thủ này trở lại cái thì Thanh Hóa đá rất là tốt. Và sau cái chức vô địch quốc gia này, nó sẽ là một cái bàn đạp rất lớn để mà có thể ban lãnh đạo của Thanh Hóa sẽ có một cái nhìn khác và một cái nhìn nó lạc quan hơn về cái khả năng để đua địch ở V-League trong những cái năm tới đây. Và nếu như mà có sự đầu tư đủ tốt và vẫn tiếp tục gắn bó với huấn luyện viên Popov thì mình nghĩ rằng Thanh Hóa hoàn toàn có thể mơ về cái chức vô địch V-League được, nếu như mà đầu tư đội hình ok. Còn ở thời điểm hiện tại với cái lực lượng hiện tại thì sẽ rất khó, cái lực lượng hiện tại để mà đua vô địch ở mùa giải năm sau thì nó cũng sẽ rất khó khăn, bởi vì ở mùa giải tới thì các đội bóng sẽ đầu tư và nâng cấp đội hình rất là mạnh, đặc biệt là Hà Nội FC, Công an Hà Nội và cả Viettel nữa, cho nên nhiệm vụ sẽ không hề đơn giản đâu. Vậy thì sau cái chức vô địch quốc gia, Thanh Hóa sẽ còn một trận đấu nữa ở đấu trường V-League, đó chính là trận đấu với câu lạc bộ Công an Hà Nội ở vòng đấu cuối cùng của V-League 2023. Hiện tại thì Thanh Hóa đã bị loại khỏi cái cuộc đua vô địch V-League rồi, nhưng họ vẫn còn có cái tiếng nói trong cái cuộc đua vô địch này, bởi vì ở thời điểm hiện tại thì câu lạc bộ Công an Hà Nội đang hơn Hà Nội FC 2 điểm, thì đội bóng này chỉ cần hòa thôi là khả năng vô địch đã cao lắm rồi. Nếu như mà thắng nữa thì vô địch luôn, nhưng mà trong khi đó thì Hà Nội FC buộc phải thắng Viettel, đồng thời phải chờ xem Thanh Hóa có thắng được câu lạc bộ Công an Hà Nội hay không. Thì đấy, cái cuộc đua vô địch V-League đang thành hai bại của Hà Nội đang phụ thuộc vào Thanh Hóa. Và sau cái chức vô địch quốc gia này thì mình nghĩ rằng cái tinh thần của Thanh Hóa sẽ được cải thiện tốt hơn, và ở chuyến làm khách trên sân hàng đấy thì Công an Hà Nội sẽ phải dè chừng với Thanh Hóa. Nếu như mà trận chung kết cúp quốc gia mà đá sau cái ngày 27 ấy, thì mình nghĩ rằng Thanh Hóa sẽ còn phải tính toán cho cái lực lượng để mà đá trận chung kết. Nhưng bây giờ họ đã vô địch rồi, họ đã giành chức vô địch rồi thì họ không phải tính toán gì nữa cả. Bây giờ họ sẽ đá một trận đấu cuối cùng để tri ân người hâm mộ, để mà cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu hay. Và cái trận đấu gần đây mình nghĩ rằng Thanh Hóa nếu như có đủ được cái lực lượng mạnh nhất thì họ hoàn toàn có thể giành điểm được trước câu lạc bộ Công an Hà Nội. Còn việc mà giành chiến thắng được trước câu lạc bộ Công an Hà Nội hay không thì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có cả yếu tố là cách nhập cuộc của trận đấu nữa. Chúng ta đều biết rằng là câu lạc bộ Công an Hà Nội thì đang có phong độ tốt và họ đang có cái hai chiến thắng liên tiếp rất là quan trọng trước Hà Nội FC và Viettel để nắm cái quyền tự quyết trong cái cuộc đua từng vô địch. Và Thanh Hóa là một đội bóng nằm trong top 4 và Thanh Hóa đã thua cả Viettel, thua cả Hà Nội. Nhưng mà trong bóng đá không có tính chất bắc cầu, không nghĩa rằng là Thanh Hóa thua Công an Hà Nội tiếp, đúng không ạ? Mặc dù trận lượt đi thì họ cũng đã thua rồi. Và cái cách nhập cuộc ở trận đấu này nó sẽ là cái chìa khóa, sẽ là cái chìa khóa để mà có thể giúp cho Thanh Hóa có được cái kết quả thuận lợi hay không. Nếu như mà Thanh Hóa chơi tấn công dồn dập và đá cởi mở trước câu lạc bộ Công an Hà Nội thì sẽ rất khó cho Thanh Hóa, bởi vì khi đó câu lạc bộ Công an Hà Nội họ sẽ đá lùi sâu đội hình, và với cái lợi thế của họ thì họ chắc chắn họ sẽ đá với một đội hình lùi sâu và chờ phản công như trận gặp Viettel ấy, thì để mà tung cái đòn trừng phạt. Cho nên là Thanh Hóa nếu như mà muốn tạo ra được cái bất ngờ và muốn lọt vào top 3 của V-League khi mùa giải hôm nay khép lại thì sẽ phải có một cái đấu pháp nó chặt chẽ giống như đá trong trận chung kết quốc gia ấy. Sau đó thì chờ hàng thủ của
của câu lạc bộ Quan Nội mắc sai lầm rồi tung đoàn trừng phạt. Trên thực tế thì hàng thủ của câu lạc bộ Quan Nội không phải là hàng thủ tốt, và họ là một trong những đội bóng mà trong top đầu để lọt lưới nhiều nhất, cho nên là Thanh Hóa hoàn toàn có thể khai thác khi mà có đầy đủ ba ngoại binh thi đấu và các nội binh nữa. Thì mình đánh giá rất cao Thanh Hóa ở trận này, và mình nghĩ rằng Thanh Hóa khả năng sẽ không thua được, nhưng mà cái chức vô địch, cái việc mà Thanh Hóa có ngăn hay là có khiến câu lạc bộ Hà Nội không có chức vô địch được hay không thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó cả yếu tố thuộc về Hà Nội FC nữa. Hà Nội FC trận đấu gặp Viettel sẽ đá sân Mỹ Đình, và không biết liệu rằng họ có đánh bại được Viettel hay không, bởi vì họ cần hai điều kiện. Điều kiện cần đó là phải đánh bại được Viettel, điều kiện đủ đó là chờ Thanh Hóa đánh bại được câu lạc bộ Hà Nội thì mới giành được chức vô địch. Và để hai kịch bản này diễn ra cùng lúc thì mình nghĩ rằng sẽ rất khó. Mình thì mình dự đoán rằng Thanh Hóa sẽ hòa câu lạc bộ Hà Nội, và đó là một kết quả vừa đủ để cho câu lạc bộ Hà Nội giành chức vô địch và Hà Nội giành ngôi quân, và Viettel khả năng là sẽ giành hạng 3, Thanh Hóa đứng thứ 4 là rất là tuyệt vời so với những cái gì mà họ thể là mùa giải năm nay rồi. Đấy, trước khi mà cái vòng đấu cuối cùng của V-League 2023 diễn ra thì cá nhân mình sẽ nhận định về cái vòng đấu này, thì mời quý vị và các bạn đón xem. Không biết quý vị và các bạn có đánh giá gì về cá nhân của huấn luyện viên Pompop và Thanh Hóa? Ở đây ai là các cổ động viên của Thanh Hóa thì có thể điểm danh và chúc mừng đội bóng của huấn luyện viên Pompop, đúng không ạ? Vì trên thực tế ở mùa giải năm nay họ đã thi đấu với trên khả năng của mình rồi. Các cổ động viên của Thanh Hóa có lẽ rằng cũng chẳng đòi hỏi được gì hơn nữa đâu, đúng không ạ? Việc mà họ đã giành được cái chức vô địch quốc gia đó là một thành công rất mỹ mãn và ngoài mong đợi rồi. Xin chúc mừng các cổ động viên của Thanh Hóa, xin chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Pompop, và hy vọng rằng ở mùa giải tới đây thì huấn luyện viên Pompop vẫn tiếp tục gắn bó với Thanh Hóa, và Thanh Hóa sẽ bổ sung thêm được những cái ngoại binh và cái nội binh, đặc biệt là nội binh chất lượng nữa, để mà có thể đua vô địch với những cái đối thủ như là Viettel, như là Hà Nội FC hay là Công an Hà Nội. Vì với cái sự trỗi dậy của một số đội bóng như là Thanh Hóa chẳng hạn thì nó sẽ giúp cho V-League có thêm cái sự cạnh tranh và đáng xem hơn, cái màu sắc nó cũng sẽ hay hơn. Thanh Hóa cùng với Nam Định đấy là những đội bóng mà có cái màu sắc địa phương rất là hay, và họ cả Hải Phòng nữa. Đây là những cái đội bóng mà sẽ góp phần làm cho V-League của chúng ta sẽ hấp dẫn và kịch tính hơn, và hy vọng rằng mùa giải tới đây Nam Định và Hải Phòng cũng như là Thanh Hóa sẽ tăng cường lực lượng để mà thi đấu tốt hơn nữa đối với ba cái đội bóng ở thủ đô, đó là Hà Nội FC, Viettel và câu lạc bộ Hà Nội, để cho cuộc đua vô địch V-League của chúng ta sẽ diễn ra hấp dẫn hơn. Và nên nhớ rằng ở mùa giải sau sẽ có VAR và sẽ thi đấu đủ cả lượt đi lượt về, cho nên là không có chuyện phân nhóm này đâu. Phân nhóm này thì một số đội bóng cũng sẽ bị thiệt đấy, cho nên là việc mà đá đủ lượt đi lượt về thì cũng sẽ giúp cho các đội bóng nó có nhiều cơ hội, nếu như mắc sai lầm thì có cơ hội để sửa sai hơn là đá kiểu loại trực tiếp và gặp toàn đối thủ mạnh như thế này. Tất nhiên chia nhóm thì cũng có những cái hay của nó, nhưng mà về cơ bản đá ở cái giải V-League thì nên đá cả lượt đi lượt về để cho các đội có thể sửa sai được và hướng tới một kết quả tốt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về cái thành tích của Thanh Hóa ở mùa giải năm nay, và theo quý vị và các bạn, huấn luyện viên Pompop có xứng đáng là huấn luyện viên xuất sắc nhất ở mùa giải năm nay hay không? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh và bấm chuông để mà xem những cái video mới nhất từ kênh YouTube Thuật Thể Thao, những cái lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng và những bóng đá được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị, xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.